Liệu quyển sách của một môn đồ nào của Thomas nhưng mà không được xác chứng để mà đem vào kinh thánh, là tôi không đi vào. Một ngày nào đó với mình cho em học chương trình tôi giảng tại sao chúng ta tin 6/6 quyển sách này là đã được nghiên cứu, đã được sử dụng, tức là những quyển sách này nó liên hệ với nhau và được sức dầu vào có những cái quyển sách ngày nay mà không được liệt, và ta có những cái điều mà không được kiểm chứng trong thời kỳ đó. Và quý và cho em điều đó để nói ra rằng không phải lời nào của một ông thánh nào đều là được soi dẫn 100% bởi Đức Chúa Trời, đúng không? Amen. Đó là lý do mà tôi nói không phải mục sư nào cũng giảng sai, mà không phải mục sư nào cũng giảng 100% hết. Là tại vì có những cái con người trong đó. Nhưng mà khi mà Chúa đặt những quyển sách này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đều đi vào một chỗ mà nó không ngược được nhau. Giống như có những quyển sách mà sẽ nói rằng nên thờ thằng này, nên thờ thánh kia, nên thờ bà Maria, nhưng mà nó không liên hệ với cả quyển kinh thánh này. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chưa bao giờ nói điều đó. Chúa Giêsu chưa bao giờ nói rằng hãy thờ mẹ ta, nhưng mà hãy nói hãy yêu mẹ ta, và đây là người mà ta yêu, phải không? Chúa chỉ nói vậy thôi, chưa bao giờ mà Chúa nói về cái sự gì mà phải liên hệ tới các thánh. Đó là lý do mình không làm. Tại ra có những điều mà chúng ta tin rằng tại sao những nguyện kinh đó mà không được đáng. Tại vì nếu quý mà cho em để những nguyện sách mà cho ông thánh này thánh kia hay là sứ đồ này cho bà sứ đồ kia nói mà chúng ta tin hết, đó là lý do ngày hôm nay có nhiều người nói mà họ đạt thêm vào lời Chúa, giống như là Jehovah Witness hay là Mormon, thì họ nói là người này người kia, tin tin này tin tin kia. Ngay cả những người Việt Nam cũng như người nói tôi được Chúa phán như thế này, tôi được Chúa phán ngày hôm nay cái đạo mà đang làm rúng động Việt Nam là Đức Chúa Trời Mẹ, tức là họ tin là Mother, là cái người đó là Đức Chúa Trời, ok, và giảng dạy một cách rất là sai lầm. Nhưng mà tôi nói cùng với bạn em phải tin là cả kinh thánh và Đức Chúa Trời sẽ dẫn. Nếu mà ai có cần nghiên cứu thì chúng ta nghiên cứu thêm. Nhưng mà có nhiều cái giống như tôi mới nói cùng quý bà trên nhà hôm nay, cái quyển sách thì nó có một cái lý phần nào đó, nhưng mà không, nguyên cái quyển sách đó nó không đủ cái dữ kiện để mà chúng ta tin rằng đó là lời được sức dầu của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do mà chúng ta chỉ giữ 66 cái quyển sách này được chép bởi 40 tác giả trong 1500 năm, trong khoảng thời gian đó. Amen. Quý bà trên hiểu cho đó. Thì như vậy quý bà trên tới rằng Chúa ngày hôm nay không còn phán như Ngài phán với các sứ đồ để viết xuống, và cái lời đó là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi cẩn thận để nói rằng ngày hôm nay có cho chúng ta khải tượng hay không? Yes. Ngày hôm nay Ngài có cho chúng ta giấc mộng hay không? Có. Ngài cho chúng ta có những lời tiên tri hay không? Có. Ngài cho chúng ta có lời khôn ngoan hay không? Có. Nhưng mà tất cả những điều đó không bao giờ đi ngoài lời Đức Chúa Trời hết. Quý bạn em hiểu được không? Nếu mà nói Chúa biểu tôi làm gì, Chúa biểu tôi giết bà vợ tôi để lấy bà vợ khác, không nằm trong quyển kinh thánh này. Mình biết rất là rõ ràng, phải không quý bạn trên? Chúa biểu tôi phải bỏ hội thánh này để đi hội, và tôi nói đây là một lần nữa là nhiều hội thánh, tại nhiều hội thánh nghe tôi chứ không phải một lần nữa tôi nhắc là tôi không nói quý bạn trên. Chúa biểu tôi bỏ cái này bỏ kia. Nếu chúng ta bỏ trong sự giận dữ, chúng ta bỏ trong sự giận hờn, chúng ta bỏ trong sự tranh cãi, đó không phải Đức Chúa Trời của chúng ta. Tại vì trái xác thịt là ganh gỗ, say sưa mê ăn uống, phải không quý bạn trên? Buồn giận, bất bình, bè đảng, đúng không? Quý mà cha hiểu rõ không ạ? Thành ra có những cái rất rõ ràng mà mình biết rằng đó là việc của Đức Trời hay là việc của con người. Amen. Quý mà cha rõ. Có những điều mà nó đi ngoài, nó không làm điều đó, nó cũng không đúng hay sai. Nên mình cũng không biết điều đó ác hay là lành. Phải không quý mà cha? Một lần nữa nó sẽ nằm trên là chúng ta có cầu nguyện, chúng ta đứng trên lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi tin điều này, không có ai mà muốn nghe lời Đức Chúa Trời mà sẽ không nghe lời Đức Chúa Trời. Và cũng không ai mà đi theo đường lối của Đức Chúa Trời mà sẽ đi lạc. Dâu chúng ta có đi trái bên tay phải rồi Chúa cũng dẫn chúng ta về, nhưng mà chúng ta có mất 40 năm trong đồng vắng hay không, đó là tùy chúng ta. Quý mình cho mình hiểu không ạ? Cuối cùng dân sự của Chúa cũng phải qua xứ Canaan. Cuối cùng tôi và quý mình cho em sẽ về mừng đất hứa. Nhưng mà đi vòng vòng, đi rồi tối ngủ không được, đi rồi nhức đầu, đi rồi buồn một sinh này, ghét bà chấp sự kia, hay là có cái này cái kia đó. Đó là cái sự mà mình suy nghĩ, chứ là Đức Chúa Trời không làm như vậy, phải không quý mình cho em? Okay. Thì quý mình cho em thấy cái đây là một bài học dài hơn, nhưng mà tôi chỉ nói cùng quý mình cho em rất quan trọng để nói là ngày hôm nay đó, lời Đức Chúa Trời đã đầy đủ ở trong quyển kinh thánh này.
và giảng gì vậy thôi. Ngày nay không ai có quyền nói tôi là sứ đồ của Chúa và Chúa dạy phải làm thêm như thế này cho mọi thánh. Ngày hôm nay không có sự thêm vào. Đó là lý do hội thánh của Chúa sai trật. Tại vì nếu chúng ta nghiên cứu, và tôi không nói hội thánh Tin Lành đúng, hội thánh Ngũ Tuần đúng, nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu thì hội thánh mà được sức dầu đầu tiên hội thánh phải được gọi là hội thánh Ngũ Tuần. Bây giờ hội thánh đó ra từ ngày lễ Ngũ Tuần. Rồi sau đó ra đó quý mà chơi thấy mới bắt đầu cộng vô lễ lạc này, bắt đầu cộng vô thờ mẹ cùng con, bắt đầu cộng vô những ngày lễ này thờ các thánh, đó là những cái đạo lạc. Và ngày hôm nay chúng ta có thể xác chứng điều đó. Còn ngoài ra không hề có những điều đó lúc ban đầu, quý mà chơi phải không? Thành ra đó là lý do khi Phaolô giảng ông luôn luôn nói đừng có cộng thêm một điều nào khác mà tôi đã dạy cho anh em. Đừng có thêm vào đây, chúng ta thấy rằng có nhiều người sẽ giảng dạy, nhiều người sẽ đi theo, nhưng mà cái điều đó là sẽ có những cái giáo sư chung quanh mình mà họ sẽ nhóm hợp lại, nhưng mà những giáo sư đó sẽ không dạy lẽ thật. Và một lần nữa đó là lý do tôi nói cùng quý ông bà cho em, lẽ thật là lời Đức Chúa Trời, nhưng mà nhiều người cũng sẽ nói rằng tôi có lời Chúa đây, đây nè, cái Chúa dạy về sự chữa lành cho mọi người đây nè, câu này nè, Chúa dạy về cái sự cung cấp tiết trời trong câu này nè, Chúa dạy về sự như này trong câu kia. Nhưng mà một câu không làm nên lẽ thật. Quý bà cho em hiểu cho đó không ạ? Tại vì lẽ thật Đức Chúa Trời là cả Kinh Thánh mà. Amen. Chúng ta phải hiểu cả Kinh Thánh để dạy gì cho tôi và quý bà cho em. Có gì tôi ta từng nói có nhiều câu trong Kinh Thánh mà mình không thể nói một câu được. Giống như tôi hồi nhỏ tôi cũng nghe một sư cầu nguyện, rồi tôi nghe người này kia làm chứng, để tôi dựa theo cái câu đó là ai tin thì ngươi, ngươi tin thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Câu đó có phải cho mình không? Chưa chắc. Câu đó là cho cái người đội lúc đó thôi. Quý mà em cứ suy nghĩ với tôi đi, ngươi tin thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu, thì như vậy có người nào hơn mất không? Không. Phải không? Đâu người nào xuống địa ngục? Địa ngục trong không à? Là tại ngươi tin thì ngươi và cả nhà ngươi, rồi người đó ngươi tin là ngươi cả nhà ngươi, ngươi cả nhà ngươi, ngươi cả nhà ngươi, rốt cuộc không người nào xuống địa ngục hết. Nhưng câu đó đâu nói vậy, tức là ông đội đó thôi, người cai đó thôi. Nhưng mà mình có quyền xin lời hứa của Chúa không? Có chứ. Xin thì xin, nhưng mà nếu người kia không muốn tin Chúa cũng không bác thôi. Phải không quý bà cho em? Nhiều nói là tại vì ông không giảng, ông không tin Chúa, tại vì ông hết như thế này. Tôi nói người nào tin Chúa sẽ tin Chúa, tôi không giảng, có ông Nhi giảng, ông Nhi giảng dài quá, có bà Nhi giảng yếu quá, thì có ông Lộc giảng, ông Lộc giảng cao quá, thì có bà Lộc nhiều quá, có bà Lâm. Quý bà cho em hiểu không? Tức là sẽ có người này người kia giảng cho đúng cái tiêu chuẩn để cái người nào đó cần nghe lời của Chúa mà nghe vậy thôi. Tôi và quý bà cho em đâu phải nghe cùng một sư đúng không? Tôi và quý bà cho em đâu phải nghe cùng một hoàn cảnh phải không? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là con cái của Chúa, điều đó để nói cùng quý mình cho em. Nhưng mà cái điều chúng ta cần biết là ngày hôm nay Chúa không có để một cái lời nào khác, mà một lần nữa là cả Kinh Thánh đều có sự dạy dỗ, bẻ trách và sử trị. Đó là lý do mình nghe thì mình sẽ được bẻ lại, mình nghe mình sẽ được dạy lại, và mình nghe thì mình sẽ có sự mà sửa trị trong cái đời sống của mình. Để chi quý mà cho em, cái chỗ tôi nói cùng quý mà cho em, có nhiều người nói giống như tôi ở không trong nhà Chúa, ở không tại vì không có lời Đức Chúa Trời. Tại vì phải có lời Đức Chúa Trời thì Ngài phải sửa, Ngài phải dạy và Ngài thay đổi chúng ta. Để chi? Để chuẩn bị làm gì? Làm việc lành, tức là việc của Đức Chúa Trời. Có nhiều người không đọc lời Chúa muốn hầu vì Chúa, tôi nói cùng quý bà cho em mà không đọc lời Chúa mà muốn hầu vì Chúa, quý bà cho em cuối cùng sẽ hầu việc hội thánh, hầu việc giáo hội, hầu việc chính quý bà cho em, chứ không phải hầu việc Đức Chúa Trời. Tại vì nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời sẽ dạy mình. Có nhiều người đã từng nói tôi, anh dạy bớt lời Chúa là cái chuyện vui đi, cái chuyện trưng phi đi, đang bút chí đi, rồi rút ra cái bài học nào đó, hay cái chuyện quê mẹ, hay là nói là cái những ví dụ mà đời tôi nói cùng quý bà cho em. Nếu mà lời của Chúa mà không cáo trách mình, không dẫn dắt mình, không dạy dỗ mình, thì lời con người sẽ làm băng hoại tôi và quý bà cho em. Quý bà cho em hiểu cho đó. Tại ra một lần nữa quý bà cho em nên biết rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay không còn phán như cái cách mà Ngài phán ở trong thời kỳ cũ ước, không có phán như cái cách trước khi lời Chúa được chép ra. Thế nhưng mà giống như tôi nói nãy, chúng ta vẫn có những cái khải tượng, chúng ta vẫn có những cái giấc mộng, chúng ta vẫn có, nhưng mà những cái đó quý mà cho nên nhớ, Chúa sẽ đặt trong lòng của ta và tuy đó là lý do khải tượng quý mà cho, không phải là khải tượng của tôi. Đừng có thấy người nào làm chứng nói là Chúa bị tôi làm như thế này, tôi thức trắng đêm rồi tôi cầu nguyện như thế này, Chúa nghe, cái mình cũng thức trắng đêm mình cầu nguyện hoài, thức trắng đêm hoài tới trắng mắt luôn còn không thấy Chúa nghe nữa.
Tại vì mỗi người khác nhau. Quý mạnh cho em hiểu như đó không? Cái khải tượng quý mạnh cho em không phải khải tượng của tôi. Cái sự nhìn nhận của tôi không phải là sự nhìn nhận của quý mạnh cho em. Nhưng mà Chúa có dạy, Chúa có phán, tùy theo đức tin của mọi người, tùy theo từng độ, tùy theo hoàn cảnh của mọi người. Chúa có dạy dỗ, có nhiều người đó không nghe ai hết, thành ra chỉ có chính mình Chúa dạy được thôi. Quý mạnh cho em hiểu được đó không? Nhưng mà có nhiều người thì Chúa dùng giáo sư, dùng giảng sư, dùng mục sư để mà dạy. Phải không quý mạnh cho em? Tại vì tôi nói có nhiều cách mà điều, nhưng mà nền tảng vẫn là không phải từ trên trời mà tôi thấy khai tượng, hay là tôi đang ngủ tôi thấy nằm mơ cái này cái kia xảy ra. Nhưng mà lời Chúa sẽ dạy dạy cho tôi và quý mạnh cho em. Cái điều mà nãy mà mục sư Luli nói, tôi nói là có xảy ra. Nhưng mà đừng bởi vì mục sư Luli nói hay là mục sư Vũ lâu lâu cũng làm chứng đó, là trong lúc buồn khổ tôi có quyển cái thánh lập ra rồi câu kinh thánh đó nó là cái nền tảng cho tôi. Tại vì có thể đúng nhưng mà không phải lúc nào câu trả lời của Chúa cũng như vậy. Tại vì có nhiều người sẽ dùng cái như vậy là cái ngồi đó không chịu đọc kinh thánh rồi là Chúa muốn con học gì, Chúa gió thổi rồi nó bay. Bay tới câu nào con nghe câu đó. Phải quyên mà cho hiểu. Nhưng mà có những trường hợp có nhiều người không đọc chữ được thì Chúa dùng cách nào đó vẫn dạy họ để họ hiểu kinh thánh. Ok, nhưng mà đừng vì những người đó nói là nói xong là tôi không cần đọc, hay Chúa muốn tôi muốn điều gì Chúa sẽ phán vô cái đầu của tôi rồi tôi sẽ tự động thờ. Hoàn điều quyết bàn trên tay để nhớ dùng tôi ngày hôm nay không có điều gì cộng thêm, và ngay cả Khải Quyền cũng nói rằng các ngươi không được cộng cũng không được bớt một chữ một vết nào ở trong lời của Chúa. Vậy là Chúa đó trong bốn sách của ông nói này, là nếu chúng ta không được thêm và bớt một nét nào thì dĩ nhiên quý bà cho em biết là chữ của Do Thái thì xài những cái nét đó, giống như chúng ta có những cái dấu, thêm một cái dấu bớt một cái dấu là nó sai cái ý nghĩa đó. Đó là những chữ như vậy. Và ngay cả vì cái câu kinh thánh đó mà nhiều người đó không chịu sửa cái chính tả trong kinh thánh. Giống như hồi nãy có một cái bài hát mà có sai trong đó, tôi cảm ơn Chúa mấy ông bà già thì mắc bờ rồi, thành ra không ai sửa tôi hết. Thứ nhất, tôi copy nhiều cái bài hát, thành ra ai mà có bài hát sẵn rồi tôi copy tôi bỏ vô chứ tôi thì giờ tôi đánh từng cái chữ. Thành ra nhiều lúc tôi copy xong rồi lúc mà hát á thì tôi mới thấy là nó sai. Giống như hồi nãy mà ai để ý cai quản á có chị chê cai, mà cai quản mình không có chê, mà cảm ơn Chúa không có ai mà thiên liên nói ô đó là tà thảo. Bây giờ ông giảng chị quản có chị chê, cái đó là typo, tức là đánh nói sai thôi, mà cũng không chết ai hết, không chết một sư cũng không chết đến đầu gì hết, miễn hiểu cai quản là cai quản rồi. Nhưng mà quý bà cho em có nhớ mấy một sư mà lớn tuổi cô ba mấy, tôi nhớ là đã có những chấp sự với một sư cãi lộn nhau vì cái chữ điều với chữ đề, chữ điều với chữ đề. Tại vì cái lúc mà ông phan coi hay là đánh máy gì đó là mọi đều, rồi xong rồi người cãi là mọi điều, rồi người đòi sửa thành mọi đều, cái nói như vậy là sửa lời của Chúa, rồi xong rồi giận nha. Tôi nói giận là giận cái gì rồi chứ không phải là chữ đều với chữ điều mà bỏ nhau. Quý mà cho em hiểu không? Khi thương thì cái áo cũng tròn, mà khi ghét thì cái bò hòn cũng cong, ồ cũng vuông. Phải không quý mà cho em? Tại là khi mà giận rồi thì chữ đều với chữ điều làm cho xích mích, chứ nó không ăn nhầm gì hết, miễn đâu mình đọc là mình hiểu rồi quý bà chị phải. Nhưng mà ý tôi muốn nói vậy đó là nhiều người quá bớt mém, nhưng mà hiểu là lời Chúa muốn nói là cái chữ, cái nét ở trong lời của Chúa, nhất là cái tiếng Hebrew, tiếng Aramaic á, là mà hãy mà thay đổi thì nó đổi nghĩa vậy thôi, không được thêm không được bớt. Mà cái chỗ tôi nói cùng biết bà anh em như vậy, mình phải biết lời Chúa để nói rằng cái khải tượng mình là khải tượng của mình phải đặt tên là Chúa. Mà quý mạnh cho em cứ tin rằng khải tượng của một số người 10 năm về trước khác khải tượng của họ 10 năm về sau. Một lần nữa, lúc đó đói khải tượng khác, giờ hết đói khải tượng khác. Amen. Có một số quý mạnh cho em không hiểu, nhưng mà hồi đó cái khải tượng của tôi với một số thanh niên đó là chỉ xin Chúa có đồ ăn đủ ngày để giảng lời Chúa. Tôi nói thương lắm quý mạnh cho em, đó lý do một số người không hiểu là tôi về Việt Nam trong cái thời kỳ đó mà chỉ ăn nước tương, nhiều khi nấu nồi cơm rồi có nước tương, bởi vì họ thương tôi lắm, là tại vì lúc có tôi đây không ăn nước tương nhưng mà có cá có thịt để ăn. Lý do đó giảng gì một sư Vũ đâu ăn nước tương với cơm không được, một sư Vũ phải có thịt chứ. Quý mạnh cho em hiểu cho đó không? Nhưng mà tôi không nói vì vậy mà anh em thương tôi, nhưng mà quý mạnh cho em hiểu. Nhưng mà lúc đó cái khải tượng của họ là xin Chúa cho đồ ăn đủ ngày, là đúng lời Chúa như vậy thôi. Rồi xong có đồ ăn rồi đi giảng lần này nọ. Nhưng mà sau đó thì cái khải tượng nó khác. Thiên Chúa cho con cái bài chiên, đúng không? Rồi xong rồi Thiên Chúa cho con cái bài chiên mà lớn như cái bài chiên của ông bên cạnh.
phải không? Rồi lúc đó lúc sau này mới bắt đầu thắc mắc tại sao ông đó ăn cắp chiên của tôi lúc mà không có chiên đâu ông nè ăn cắp. Em biết quý bà chị hiểu chỗ đó không? Mà sư Dũng nói nữa lại về cái người ném đá, nhưng mà thực tế như vậy. Nhưng mà quý bà chị biết thành ra đừng nói tôi là cái gì mình nói như vậy nó sẽ là như vậy, nhưng mà đó là lý do mà ai nói mắng mỏ một sư Dũng nói tôi không có cải tượng gì hết. Nhưng mà cải tượng của tôi là ngày nào tôi còn sống, tôi còn giảng lời cái Đức Chúa Trời, to the best of my ability, tức là theo cái tốt nhất của tôi mà tôi hiểu được và tôi tin là Chúa dạy tôi vậy thôi. Một lần nữa quý mạnh cho em, đó là lý do mà mình phải biết lẽ thật. Còn đặt cho lẽ thật, tôi muốn đi cùng quý mạnh cho em biết là ma quỷ thì nó làm mờ lời của Đức Chúa Trời, nó thêm nó bớt lời của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta sẽ coi một vài kinh thánh, tôi sẽ giảng cùng quý mạnh cho em. Một quý mạnh cho em coi Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15 tới câu 20, cái này là quý mạnh cho em đều hiểu hết, nhưng mà tôi muốn nhắc cùng quý mạnh cho em. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15 tới câu 20 và tôi sẽ giảng nhiều thêm cùng quý bạn cho em đó. Ok, đọc với tôi. Hãy có chuyện tiên đi giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, xong bề trong thật là buông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vải nơi bụi tật lê. Vậy hãy khi nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng khi nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hay khi nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn mà nhận đi. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái đó mà nhận biết được. Câu 21 luôn đi. Chẳng phải kẻ nào nói cùng ta rằng lại Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng những chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên đời mà thôi. Và sau đó quý mình cho thấy trong ngày sau đó sẽ có nhiều người nói là Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân viên Chúa nói tiên tri, nhân viên Chúa mà trừ quỷ sao, là nhân viên Chúa mà làm nhiều phép là sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng rằng hỡi kẻ làm chẳng án, ta chẳng biết ngươi bao giờ hay luôn khỏi ta. Tôi mà hai câu chót không, tôi giải cũng hết mấy đề tài. Nhưng mà để nói cùng quý bà cho em điều gì tôi đang chia sẻ, không phải có phép lạ, đó là tiên tri của Đức Chúa Trời, người giảng dạy Đức Chúa Trời. Tại sao phép lạ đến từ Chúa? Nếu mà có người nào cần, Chúa sẽ làm phép lạ. Nếu mà Chúa muốn đáp ứng cái nhu cầu người nào, Chúa sẽ bày tỏ vậy thôi. Nhưng mà quý bà cho em thấy có nhiều người sẽ làm lại, nó ổ trong ngày cuối cùng, tôi từng nhân dân Chúa làm phép lạ, tôi từng nhân dân Chúa mà đuổi quỷ, tôi từng nhân Chúa mà chữa lành, mà Chúa nói không biết. Điều đó để nói gì? Ngày hôm nay có nhiều người làm phép lạ vì Chúa cho phép, có những người giảng trong lành vì Chúa cho phép, nhưng mà không có nghĩa vì những điều đó mà bày tỏ. Nhưng mà từ nhìn trái thì biết cây, thì ngay cái chỗ đó nhiều người cũng hiểu lầm nữa. Nhìn trái biết cây thì trái hội thánh này là eo hụt, thì hội thánh này không phải Đức Chúa Trời, đúng không? Ông giảng hồi nãy ông nói 40 năm 40 người, năm có người tức là trái muốn thiếu đều rụng hết chứ không ra, phải không? Không, Chúa nói gì con số. Mình nhìn trái tức là nhìn về cái tiên tri đó, tức là người nào cũng có cái dấu vết của trái xác định, người nào cũng có dấu vết về trái Đức Thánh Linh. Mà chúng ta sẽ nhìn thấy thì quý ông bạn cho em sẽ thấy rằng tại sao? Tại vì những kẻ mà mang lốt chiên đến cùng các ngươi thì họ là muôn sói hay cấu xé. Và tôi nói quý ông cho em đừng ai giận tôi hết. Quý ông bạn cho em có thấy bao giờ một sư Dũng ngồi xuống mà nói một sư này không tốt, một sư kia không tốt, hay cái này không tốt, cái này không tốt, hay là tôi ngồi tôi nói chị ta? Tại vì đó là dấu vết của tiên tri giả. Tiên tri giả muốn đem chiên về bày mình thì sao? Bày mình là tốt nhất, còn bày gì khác là sai, phải không? Nhưng người khác giảng dạy sai, phải không quý mạnh cho em? Và chỉ tay và đoán xét này nọ. Tôi nói cùng quý mạnh cho em, tôi chỉ cầu nguyện là chiên của Chúa nghe tiếng Chúa vậy thôi. Quý mạnh cho em nghe tiếng Chúa, và Chúa đặt quý mạnh cho em đây.